áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào các con, chào mừng các con quay trở lại với video giải bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 của Viettrack. Hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục unit 4 với phần Skills 1. Và trong phần Skills 1 này chúng mình sẽ học về hai kỹ năng, đó là Reading và Speaking. Đầu tiên chúng mình sẽ đến với phần Reading nhé. Bài tập số 1 này, Think, nghĩ. Câu số 1: How different is the way teenagers entertain themselves nowadays compared to the past? Teenagers, thiếu niên. Cách, the way, cách mà các thiếu niên giải trí ngày nay khác như thế nào so với ngày xưa. Cách mà các thiếu niên ngày nay giải trí khác thế nào so với ngày xưa. Và câu số 2, what do you think might be the biggest difference? Và các con nghĩ đâu là cái thay đổi, đâu là cái khác biệt lớn nhất? Thời xưa khác với thời nay như thế nào và đâu là cái khác biệt lớn nhất? Thì theo như cô nghĩ thì khác biệt giữa thời xưa và thời nay trong các hoạt động giải trí của thiếu niên đó là trong quá khứ thì mọi người dành nhiều thời gian chơi ở bên ngoài hơn, chơi với bạn bè, và những cái hoạt động của họ chủ yếu là những hoạt động về thể chất, physical activities. Và những cái đồ chơi của họ nếu như có thì cũng là đồ thủ công, làm handmade. Còn ngày nay thì mọi người ít ra ngoài hơn và mọi người thường sẽ ở trong nhà chơi video games các thứ, và đồ chơi của họ nếu như có thì rất là hiện đại, vì bây giờ công nghệ nó đã thay đổi cuộc sống của mình rất là nhiều. Và đối với cô, cái khác biệt mà lớn nhất thì đó là cái đồ chơi của họ, do sự phát triển về công nghệ nên là đồ chơi của thời nay nó rất là hiện đại, nhiều tính năng. Đây là câu trả lời gợi ý của cô cho câu hỏi số 1. In the past, teenagers preferred physical activities and used to play with handmade toys. Ngày xưa thì các thiếu niên thì thích những cái bạn như bạn tuổi teen thì thích những cái trò chơi vận động, và họ chơi với những đồ chơi thủ công. Còn ngày nay thì các thiếu niên có nhiều sự lựa chọn cho việc giải trí hơn nhờ vào cái sự phát triển của công nghệ. Change choices of recreation hoặc là choices for entertainment thanks to, nhờ vào advances in technology, nhờ vào sự phát triển của công nghệ. Và cái sự khác biệt lớn nhất là dựa vào công nghệ này này. Và đây là câu trả lời gợi ý của cô cho câu hỏi số 2. The biggest difference might be technological advances. Cái sự khác biệt lớn nhất là do những tiến bộ về công nghệ. Teenagers used to spend more time outdoors. Các thiếu niên từng dành nhiều thời gian ở bên ngoài hơn. Nhưng mà bây giờ, but now, they just stay inside. Như là họ chỉ ở trong nhà và chơi trò chơi điện tử and play video games or watch TV hoặc là xem TV. Đây là gợi ý của cô cho phần bài số 1. Các con có thể nghĩ ra, các con có thể dùng từ ngữ của mình và dùng các cấu trúc mình đã học về câu ước hoặc là cấu trúc used to cộng với verb hoặc là didn't used to cộng với verb nguyên thể để làm bài tập này nhé, vì đây là phần tự do suy nghĩ mà. Và bây giờ sau khi hoàn thành xong bài tập số 1, cô mời các con chuyển sang phần bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng mình read the conversation between Fong and his mother, đọc cái đoạn hội thoại giữa Fong và mẹ của cậu ấy và trả lời những câu hỏi. Đây là những câu hỏi mà chúng mình phải trả lời này. Câu số 1, where did teenagers in the past used to play? Thiếu niên trong quá khứ thường chơi ở đâu? Where? How did they communicate with each other? Họ giao tiếp với nhau như thế nào hoặc họ giao tiếp với nhau bằng cách nào? Mình gạch chân dưới những cái từ khóa này. Câu số 3. What was the advantage of this lifestyle? Đâu là cái lợi ích của cái lối sống này? Lifestyle advantage. What? Rồi, câu số 4, where did they mostly eat? Họ thường ăn ở đâu? Mostly, they mostly eat. Họ thường hay ăn ở đâu?
Câu số 5. What did Phong's mother say about reading? Mẹ của Phong đã nói gì? Mẹ của Phong đã nói gì về việc đọc? Reading này, Phong's mother này, what? Và câu số 6. Did teenagers in the past publicize their emotions? Thiếu niên trong quá khứ có công khai thể hiện cái cảm xúc của họ không? Đây là một câu hỏi đảo. Publicize their emotions. Thể hiện công khai cái cảm xúc. Bây giờ chúng mình sẽ quay trở lại và đọc đoạn hội thoại để lần lượt tìm câu trả lời cho những câu hỏi này nhé. Phong: Mom, how did you used to entertain yourself when you were a teenager? Mẹ ơi, hồi mẹ còn là một thiếu niên. Mẹ đã giải trí bằng cách nào ạ? Mẹ này: Well, kids in my days did a lot of physical activities in the fresh air. Trẻ con ở thời của mẹ làm rất là nhiều, tham gia rất là nhiều những cái hoạt động thể chất trong ở ngoài trời, in the fresh air, ở ngoài trời. Ví dụ như playing football, chơi bóng đá nè, riding bikes, lái xe đạp nè, flying kites, thả diều nè. We used nature as our playground. Bọn mẹ sử dụng thiên nhiên như là cái sân chơi của mình. We also spent a lot of time with each other. Bọn mẹ cũng dành rất là nhiều thời gian với nhau, chơi và nói chuyện trực tiếp với nhau, nói chuyện đối mặt hàng ngày với nhau, chứ không phải qua màn hình như bây giờ. Not on a screen like today. Playing and talking face to face. Vậy ngay ở trong hai cái phần này, chúng mình đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi số 1. Where did teenagers in the past used to play? Well, they in the past teenager used to play in the fresh air hoặc là in nature. Hoặc là chúng mình có thể sử dụng lại ngay cái câu này. Đó là teenager in the past used nature as their playground. Đó. Chúng mình đi tiếp này. Và câu số 2. Và đối với câu số 2, how did they communicate with each other? Và họ giao tiếp với nhau bằng cách nào? Thì họ giao tiếp với nhau bằng cách là dành nhiều thời gian với nhau này. Playing and talking face to face. Talking face to face, đó là cách mà họ giao tiếp, chứ không phải là qua màn hình như bây giờ. Talking face to face. Bây giờ chúng mình cùng đọc tiếp để tìm câu trả lời cho các câu khác nhé. It sounds nice, actually. Việc đấy nghe thực sự rất tuyệt vời mẹ. Yes, and this lifestyle kept us healthy and in shape. Và cái lối sống, cái cách sinh hoạt như thế này thì giữ cho bọn mẹ khỏe mạnh và cân đối. We didn't know about obesity. Bọn mẹ không biết gì về căn bệnh béo phì. Girls didn't worry about getting fat. Các bạn nữ thì không cần lo lắng về việc béo lên hoặc là phải lo về việc giảm cân, lo về việc ăn kiêng, going on a diet. Đó, thì câu số 3. What was the advantage of this lifestyle? Đâu là cái lợi ích cho của cái lối sống này? Thì đây, câu trả lời của mẹ, câu nói của mẹ Phong đã là câu trả lời cho câu số 3. Thì cái lợi ích của lối sống đấy là kept us healthy and in shape. Đó, đây là chính là lợi ích của cái lối sống này. Mình có thể nói thêm là we didn't know about obesity. Mình có thể lấy thêm cái ý là didn't know about obesity hoặc là girls didn't worry about getting fat or going on diet. Nhưng mà nếu như không thì mình chỉ cần đến đây là được rồi các bạn ạ. Tiếp này. Didn't you eat out with your friends? Mẹ có ăn ở ngoài với bạn bè của mình không? Mẹ trả lời là no, we mostly ate at home. Sometimes we just had a snack from a street vendor. Thế mẹ có ăn ở ngoài với bạn bè của mình không? Không, hầu hết bọn mẹ ăn ở nhà. Thi thoảng bọn mẹ ăn vặt ở những cái quán hàng rong ven đường. Trong cái câu của mẹ Phong đã trả lời cho câu hỏi số 4. Where did they mostly eat? They ở đây là thay cho teenagers in the past.
và họ thì chủ yếu ăn ở nhà. They mostly ate at home. Tiếp này, I like street food. Con rất là thích đồ ăn đường phố. And did you watch much TV? Và mẹ có xem TV nhiều không? Mẹ trả lời này, only wealthy households had a TV. Chỉ những cái hộ, chỉ những cái gia đình mà giàu có thì mới có TV thôi. Instead, thay vào đó thì bọn mẹ đọc rất là nhiều. We read a lot. I like watching television. Không giống với việc xem TV. You had to use your imagination. Con phải sử dụng trí tưởng tượng của mình when you read, khi mà con đọc. Now I remember. Giờ mẹ nhớ ra rồi. I used to keep a diary. Mẹ từng có một cái cuốn nhật ký. A diary? Một cuốn nhật ký ạ? What did you write in it? Mẹ viết gì ở trong đó? Lots of things, nhiều thứ lắm. Events, các sự kiện này. Feelings, các cảm nhận này. My private thoughts, những cái suy nghĩ riêng này. You know, con biết đấy. Nowadays, we just post them on Facebook. Ngày nay thì bọn con chỉ đăng những cái đấy lên Facebook thôi. I know, mẹ biết mà. Life has changed so much, my darling. Mẹ biết mà, cuộc sống đã thay đổi rất là nhiều, con yêu của mẹ. Và đối với câu số 5 và câu số 6, mẹ của Phong nói gì về việc đọc? Thì cái câu trả lời cho câu số 5 này thì đó là mẹ của Phong nói rằng chúng ta phải sử dụng trí tưởng tượng của mình khi mà đọc. Không có TV thì khi đọc chúng mình phải sử dụng cái trí tưởng tượng của mình rất là nhiều. Và câu số 6, thiếu niên trong quá khứ có công khai cái cảm xúc của họ không? Không. No, they didn't. Bởi vì họ có một cái cuốn nhật ký và họ sẽ viết tất cả những cảm xúc của mình vào trong đấy, chứ họ không công khai nó lên, chứ họ không công khai những cái cảm xúc của mình. Giống như bây giờ là mình sẽ đăng một cái post lên Facebook, nhưng mà trong quá khứ thì không có Facebook, không có điện thoại, họ không làm thế. Họ giữ cho mình một cái quyển nhật ký và họ viết tất cả những cái điều mà họ nghĩ vào trong đấy. Keep a diary này. Đó. Và I like watching television. Đây là cho câu số 5 này. I like watching television. You had to use your imagination when you read. Phải sử dụng trí tưởng tượng khi mà mình viết, khi mà mình đọc. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong phần trả lời câu hỏi. Cô sẽ tổng hợp lại cái phần này vào ra một tờ giấy khác để các con tiện theo dõi và kiểm tra bài tập của mình nhé. Sau đây là tổng hợp câu trả lời cho các câu hỏi của bài tập số 2. Câu số 1. Ở đây, trong câu này người ta sử dụng cấu trúc used to này, thì ở dưới đây mình cũng nên sử dụng cấu trúc used to các con ạ. They used to use nature as their playground. Họ từng sử dụng thiên nhiên giống như cái sân chơi của họ. Câu số 2. Câu này đang chia ở thời quá khứ đơn này. Vậy thì mình phải chia các động từ trong câu trả lời ở thời quá khứ đơn. They played and talked face to face. Họ chơi với nhau và nói chuyện với nhau trực tiếp. Câu số 3, đâu là lợi ích của cái lối sống này? Thì lợi ích của lối sống này đó là this lifestyle kept teenager in the past. Cái lối sống này giữ cho những cái thiếu niên trong quá khứ healthy, khỏe mạnh, and in shape, và cân đối. Câu số 4 này, where did they mostly eat? Họ thường ăn ở đâu? Họ thường hay ăn ở đâu? Họ chủ yếu ăn ở đâu? They mostly ate at home. Họ thường hay ăn ở nhà chứ không ăn ngoài. Và câu số 5 này, mẹ của Phong đã nói gì về việc đọc? She said, mình có thể trích trực tiếp với cô nói luôn bằng cách là she said này, hai chấm, mở ngoặc đơn và mở đóng ngoặc kép. You had to use your imagination when you read. Chúng mình đã được học cái cụm use your imagination, sử dụng trí tưởng tượng trong bài tập số 1 của phần A Closer Look 1. Và sau cái phần A Closer Look 1 đấy thì chúng mình đã có cơ hội được sử dụng rất nhiều những cái cụm từ trong bài tập số 1 đó. Các con còn nhớ không? Và nếu như mà các con không nhớ nghĩa của những cái cụm từ này thì các con hãy dở lại cái phần A Closer Look 1 và xem lại nghĩa của những từ đó. Đây là những từ rất là hay các con nhé. Đây là câu trả lời cho câu số 5 này. Mình muốn trích nguyên thì mình phải she said này, hai chấm, đóng mở ngoặc kép và trích nguyên cái lời đó của mẹ Phong ra.
Và để cuối cùng đến với câu số 6 thì thiếu niên ở thời xưa không công khai cái cảm xúc của họ. No, they didn't. Và họ kiểu nói ra cái cảm xúc của mình thông qua một cuốn nhật ký. They used to keep a diary. Đó, giữ một cuốn nhật ký. Và vậy là chúng mình đã, sau khi trả lời xong 6 câu hỏi này, là chúng mình đã hoàn thành xong cái phần kỹ năng reading của phần Skills 1 ngày hôm nay. Sau đây cô xin mời chúng mình chuyển sang phần kỹ năng speaking. Phần speaking này, bài tập số 3, discuss in groups, thảo luận theo nhóm. What do you think about teenager past times in 2? Các con nghĩ gì về những cái hoạt động trong giờ vui chơi của thiếu niên ở trong bài tập số 2? Đây là các phần trong bài tập số 2 thì mẹ của Phong đã giới thiệu rất là nhiều những hoạt động mà thiếu niên thời xưa dùng để giải trí với nhau. Vậy thì các con có cảm nghĩ gì về những cái trò chơi như thế này? Đó, past times, những trò chơi, những cái hoạt động trong lúc rảnh rỗi. Và người ta đưa cho mình những cái past time như sau. Có 5 past time như thế này thì và mình nghĩ gì về cái việc này? Đó. Và đây là một ví dụ mà để bài đưa ra cho mình. Example, past time. Đối với cái past time, đối với cái hoạt động giờ, đối với hoạt động giải trí là riding a bicycle, lái xe, thì có 2 cách phản ứng. Người ta gợi ý cho mình như sau. Response A này: I love it, tôi thích nó lắm. I wish I could do it more often. Often, mình ước là mình có thể làm cái việc này nhiều hơn, ý là làm cái việc lái xe này nhiều hơn. Response B, cái câu trả lời B này: I think it's inconvenient, mình nghĩ nó rất là bất tiện. Especially when it rains, đặc biệt là khi mà trời mưa. I prefer a fitness center, mình thích một cái trung tâm huấn, mình thích một cái trung tâm thể hình hơn. I prefer a fitness center. Đó, thì mình có 2 cách để phản ứng với cái past time này. Mình có thể đồng tình với nó, mong nó xảy ra nhiều hơn, sử dụng wish, câu ước ở thời hiện tại này. Hoặc là mình nghĩ nó không thuận tiện và mình thích cái gì hơn. Đó, mình bày tỏ ý kiến của mình. What do you think mà. Đó, và khi mà nói về cái bài này thì mình hãy sử dụng những cấu trúc như là I think, rồi cộng với, trước khi mình nêu ý kiến của mình ấy, thì mình sử dụng cấu trúc là I think, xong rồi mình nêu cái ý kiến của mình ra. Hoặc là nếu như mình thích một cái điều đấy thì mình nói là I love it hoặc là I like it. Đó. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu luôn nhá. Past time số 1 này: doing physical activities in the fresh air. Tham gia những cái hoạt động thể chất ở ngoài trời. Đối với cái hoạt động số 1 này thì cô có 2 cách phản ứng gợi ý cho các con như sau, 2 cái cách đáp lại, 2 cái cách nghĩ như sau. Response A và response B này. Thì cái response A của cô có thể là I love it, tôi thích cái việc này lắm. It will keep me fit. Nó sẽ It will keep me fit. Ý là tôi thích cái việc này lắm, nó sẽ giúp cho cơ thể tôi cân đối. It will keep me fit. Và cái cách phản ứng số 2 thì có thể là I don't like it, tôi không thích nó. Tôi không thích nó as I sweat a lot. Bởi vì tôi đổ mồ hôi rất là nhiều. Đổ mồ hôi rất là nhiều nên là tôi không có thích cái việc đấy. I don't like it as I sweat a lot. Đó. Hai cách phản ứng, các con có thể viết một trong hai hoặc là viết cả hai, tùy theo các con nhé. Đây là gợi ý của cô cho hoạt động số 1 này. Đối với hoạt động số 2, using nature as your playground. Dùng thiên nhiên, dùng cái những cái khoảng sân ngoài trời như là cái sân chơi của mình. Thì bây giờ các con sẽ phản ứng việc là như nào, các con sẽ thích nó hay là các con không thích nó. Đó, và đối với số 2 thì cô có một cái gợi ý như sau. Thì đó là cô cho rằng cái việc này rất là tuyệt. I think it's wonderful. Cô nghĩ cái việc này rất là tuyệt. You can make as much noise as you want without disturbing parents. Mình nghĩ cái việc này rất là tuyệt. Mọi người, các bạn có thể tạo ra nhiều tiếng ồn, có thể ồn đến bất cứ mức nào mà bạn muốn mà không làm phiền bố mẹ, without disturbing parents. Đó, đây là ý kiến của cô này. Đối với hoạt động số 3, meeting and talking face to face, gặp mặt này và nói chuyện mặt đối mặt. Câu số 4 là reading, số 5 là giữ một cái cuốn nhật ký. Thì các con sẽ phản ứng với 3 cái việc này như thế nào đây? Đây là phản ứng cho số 1 và số 2 này. Cô sẽ cho các con xem lại một lần nữa để các con có thể lấy cảm hứng để làm 3 câu sau. Thì đối với cái số 3 này, mình có thể cho rằng cái việc này rất là tuyệt.
I think it's interesting to communicate in that way. Đó là một cách rất là tuyệt khi mà được giao tiếp theo cách đó. I think it's interesting. Đây là chữ y hoa nhá. I think it's interesting to communicate in that way. Mình nghĩ đó là một cách rất là tuyệt để giao tiếp. Đó, rất là tuyệt khi mà được giao tiếp theo cách. Rất là tuyệt, rất là thú vị khi mà được giao tiếp theo cái cách đó. Và mình có thể nói thêm là I wish my friends could do that more often. Nghĩa là mình ước rằng bạn bè mình có thể làm cái việc này nhiều hơn. I wish my friends could do that more often. Đó. Đối với hoạt động số 4 thì sao? Reading. Đó. Reading thì mình sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này? Reading là một đọc, là một thói quen rất là tốt và nó phải được duy trì lâu dài vì nó rất tốt cho cái trí tưởng tượng của trẻ em. Số 4 này. Reading is fun. It's good for children's imagination. Và đối với hoạt động số 5, keep a diary, giữ một cuốn nhật ký. Thì mình có thể mình rất là thích viết nhật ký vì mình có thể viết xuống tất cả những cái tâm sự mà mình không thể nói ra. Hoặc là mình có thể nói là mình không thích cái việc viết nhật ký vì nếu như viết nhật ký thì sẽ rất là dễ bị đọc trộm hoặc là dễ bị làm mất. Đó, mình có hai cái cách phản ứng như vậy. Đó, đối với cái hoạt động số 5 keeping a diary thì cô có hai cách gợi ý, như cô có hai cách nghĩ, hai cách phản ứng như sau. Đầu tiên này là mình thích cái có một cuốn ký. I can write down anything I don't want to publicize in a diary. Tôi có thể viết xuống tất cả những điều mà mình không muốn công khai ở trong một quyển nhật ký. Hoặc là cách phản ứng số 2 đó là mình không thích giữ. I don't like keeping a diary. Like cũng vậy, mình không thích cái việc giữ một cuốn nhật ký bởi vì nó, cái cuốn nhật ký it này là thay cho a diary bởi vì nó có thể rất dễ là bị mất hoặc là bị đọc bởi một người khác. Đó, đây là câu gợi ý, đây là cách phản ứng, 5 cách phản ứng gợi ý của cô cho câu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 và 5. Đây chỉ là gợi ý của cô cho các con thôi. Mong là nó đã giúp ích cho các con trong quá trình học. Các con hoàn toàn có thể sử dụng từ ngữ của mình và sử dụng những cấu trúc mình đã được học để viết ra những cái ý kiến khác. Và các con có thể thích hay không thích việc này, các con hãy cứ trình bày lý do của mình thật là rõ ràng ra nhé. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển tiếp đến bài tập số 4 này. Ở bài tập số 4, người ta lại tiếp tục yêu cầu mình là làm việc theo nhóm. Yêu cầu người ta là what do you think about these habits which have been long practiced by children in Vietnam? Các con nghĩ gì về những cái thói quen mà đã có từ lâu, mà đã có từ lâu ở trẻ em ở Việt Nam? Would you like to preserve them? Các con có thích giữ gìn, các con thích lưu giữ cái việc này không? Why? Nếu như có thì là giải thích tại sao, và nếu như không thì cũng giải thích tại sao. Why? Why not? Giữ thì giải thích tại sao, và không giữ thì cũng phải giải thích tại sao. Và sau đây là 4 cái hoạt động mà trẻ em Việt Nam thường hay làm, và giữ hay không giữ, và lý do giải thích tại sao là hoàn toàn phụ thuộc vào các con nhé. Và lưu ý này, khi mà các con bày tỏ ý kiến của mình, các con có thể sử dụng các mẫu câu, các con có thể sử dụng các cụm như là in my opinion, I think, I believe, I totally agree, I'm afraid I can't agree with. Đó, tôi e rằng là mình không thể đồng ý với cái việc này việc kia. Hoặc là I'm sorry but I have to say that. Tôi xin lỗi mà tôi phải nói rằng. Đó. Các con hãy tận dụng những cái cụm này khi mà các con bày tỏ ý kiến về những cái hoạt động này nhá. Hoạt động đầu tiên này, handwritten homework. Làm bài tập, viết tay bài tập về nhà. Viết tay bài tập về nhà. Số 2 này, playing traditional games. Chơi những cái trò chơi dân gian như là trốn tìm, nhảy dây chun, nhảy dây, hoặc là catch the chickens là cái trò mà đuổi gà, hoặc là bịt mắt bắt dê đó. Số 3 này, crossing one's hands in the front and bowing when you greet a person of seniority. Khoanh tay, crossing one's hand, khoanh tay ở phía trước này và cúi người khi mà chào một người lớn tuổi hơn. Số 4 này, obeying your parents or your teachers without talking back. Nghe theo lời bố mẹ và giáo viên mà không cãi lại. Talking back nghĩa là cãi lại. Các con có suy nghĩ gì về việc này?
đồng ý hay là không đồng ý, và như thế nào thì là do các con đã sử dụng những cấu trúc mình đã được học, sử dụng những từ ngữ mình đã được học và tận dụng những cái cấu trúc bày tỏ ý kiến như sau để làm bài tập này nhá. Sau đây là một số gợi ý của cô dành cho các con. Đó, thì số 1 này, cô có một cái ý kiến như sau, đó là về việc viết tay bài tập về nhà. Thì mình có thể bày tỏ ý kiến là mình không muốn giữ nó. I don't want to preserve it because bởi vì handwriting homework is time consuming. Bởi vì viết tay bài tập về nhà thì rất là mất thời gian. Và nhờ vào cái sự phát triển về công nghệ thì we can type it in computer. In a computer, chúng mình có thể đánh máy ở trên máy tính, sau đó in ra và nộp cho giáo viên. We can type it in a computer, then print and submit to the teacher. Đó. Đối với động số 2, thì chơi những cái trò chơi dân gian như này thì cô muốn giữ. I want to preserve this habit. Cô muốn lưu giữ cái truyền thống này. Bởi vì đó là những cái hoạt động thể chất rất là tốt cho trẻ em, phù hợp với trẻ em. Số 2 này, I want to preserve it hoặc là I want to preserve this habit because tôi muốn lưu giữ cái truyền thống này. Because traditional games are suitable physical activities for children. À, cô xin lỗi nhé, các con hãy thay cái chủ they này bằng traditional games để cho câu nó rõ nghĩa hơn. Đó. Câu số 3 này, khoanh tay và cúi chào người lớn khi mà gặp mặt. Thì cô nghĩ là cái việc gặp mặt người lớn tuổi hơn thì cô nghĩ cái việc này có thể nên giữ bởi vì nó thể hiện cái lòng kính trọng. Đây. I want to preserve it. Số 3. I want to preserve it. It is a sign of showing respect to the elderly. Đó, tôi muốn giữ nó bởi vì đây là một cái dấu hiệu của việc thể hiện sự kính trọng đối với người lớn tuổi. Còn số 4. Nghe theo lời ông bà bố mẹ mà không phản ứng lại, không nói lại hoặc là cãi lại. Thì cô nghĩ cái việc này không nên giữ. Nhưng mà mình cũng không nên talk back, mình không nên cãi lại quá là kịch liệt. Mà mình hãy nghe bố mẹ hoặc là thầy cô giáo nói trước. Sau đó chúng mình sẽ nhẹ nhàng và từ tốn bày tỏ cái ý kiến của mình, để cả hai cùng tiếp thu được ý kiến của nhau và sẽ đạt được một sự đồng thuận tốt cho cả hai. Và đối với hành động số 4 này thì cô có gợi ý cho các con như sau, đó là I don't want it to be preserved. Tôi không muốn cái truyền thống này, tôi không muốn cái thói quen này được lưu giữ. Children should be allowed. Bị động, allowed, phần thứ 2. Children should be allowed to speak up. Trẻ em nên được quyền nói lên cái ý kiến của mình. Nhưng mà các con phải nhớ là kiểm soát cái hành xử, cái tính cách của mình khi mà trình bày ý kiến của mình nhé. Và thông qua cái việc này, through that, parents or teachers will learn more about children. Và thông qua cái việc này thì bố mẹ hoặc là giáo viên sẽ học hơn, sẽ hiểu được nhiều điều hơn về trẻ em. Đó. Có lợi cho cả hai, mình được nói ra ý kiến của mình mà bố mẹ lại hiểu mình hơn. Nhưng mà mình phải nói theo một cách rất là nhẹ nhàng, từ tốn, control manners. Đó. Và bài tập số 4 này cũng là bài tập cuối cùng ở trong phần Skills 1 ngày hôm nay của chúng mình. Cô hy vọng rằng thông qua bài giảng các con đã có một cái khoảng thời gian học tập thật là hữu ích. Nếu như các con có bất cứ thắc mắc gì thì hãy comment ở xuống phần bình luận để cô và các bạn cùng giải đáp nhé. Hẹn gặp lại các con trong những video lần sau. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.